các em có thể quyền sai cho những cái thứ mình chưa được gặp phải nhưng không được lặp lại những thứ sai đó thì anh nghĩ là quan trọng nhất là cái thái độ ấy tức là khi mình sẵn sàng học hỏi ừ. thì tự nhiên kiến thức rồi các thứ nó sẽ vào và mình sẽ học được rất là nhanh còn cái nội lực của mình cơ thì mới là vấn đề hiển nhiên là khi mà cả kinh tế khó khăn thì thì ai cũng khó cả thì mình bắt buộc phải cố gắng và phải tìm mọi cách để nỗ lực thôi đã làm startup thì chắc chắn là trông gai nó là hiển nhiên luôn đừng bao giờ giờ nghĩ là có màu hồng phía trước màu hồng chỉ đến sau khi chúng ta phải trải qua rất nhiều trông gai thôi chào mừng các bạn đến với behind the sea series podcast hợp tác bởi Spyroom và Arisino nhằm đem đến những câu chuyện người thật việc thật của các uh, lãnh đạo các c level các doanh nhân thuộc thế hệ mới của việt nam và tôi là việt anh host của chương trình ngày hôm nay tôi rất là may mắn được mời đến đây một người anh mà mình đã quen rất là lâu à, đó là anh tuấn anh cũng là founder và chủ tịch của lumi ở thời điểm hiện tại Thì uh, trước khi mình bắt đầu thì không biết là anh tuấn anh có thể uh, chia sẻ thêm một chút về bản thân được không ạ chào tất cả mọi người thì mình là Tuấn Anh, uh, Founder và đang là chủ tịch của công ty cổ phần Lumi Việt Nam uh, Rõ hơn là đó là nhà thông minh Lumi Anh đã làm Lumi từ thời gian nào? À thì uh, Lumi hiện giờ thì cũng được uh, 11 năm rồi Và anh bắt đầu từ 2012 ừ. Có nghĩa đấy là cũng là thời gian làm việc của anh Tức anh cũng ngay từ khi bắt đầu ra trường và bắt đầu làm việc một cái là anh đã làm Lumi luôn À chưa Không làm một cái gì đó khác uh, là... Thực ra là anh uh, ra trường là 2010 Tháng vâng. 7 2010 thì... Mấy anh em thì có làm việc một năm ở các công ty ngoài Đấy, ừ. sau đó là 2011 thì bắt đầu với bắt tay một idea. Ừ. Nhưng mà thực tế idea đấy là idea thất bại. Đấy, à. trước khi gọi là before bắt đầu Lumi ấy thì đã à. có một một idea cũng đã bị thất bại rồi. Và cũng là cũng đội ngũ đấy ạ. À? Hay đội là đội ngũ đấy. À, à. có vẻ như là ai cũng chia sẻ câu chuyện này bọn em thì trước khi làm Spy Room thì tức là cũng là Spy Room nhưng mà à. nó là một mô hình khác. À. Cũng thất bại. Sau đấy thì bọn em mới chuyển mô hình Ừ. thì sau đấy thì may quá là bây giờ nó vẫn còn tồn tại thì mà anh em mới được ngồi chuyện với nhau ngày hôm nay rồi có một cái câu hỏi mà em sẽ thường hỏi tất cả các khách mời trong cái series này tức là uh, hình tượng một câu chuyện khởi nghiệp ấy thì nó được hay được gắn với cái hình tượng là cái gara bây giờ mình quay lại câu chuyện với lumi ừ. đi thì uh, cái cái gara khởi nghiệp của anh cái thời gian đầu nó là cái gì ờ thực ra cái câu chuyện khởi nghiệp của lumi cũng 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 khá là thú vị vâng ờ uh, nếu mà như bọn anh thì là những người ngoại tỉnh đi thì bọn anh sẽ có cái nhà trọ đúng không vâng nhưng cái nhà trọ của anh khá đặc biệt là nhà cho anh thuê thì là tầng 4. Mà tầng ừ. 4 lại chính là cái nhà thờ của một gia đình đấy. Là là có bàn thờ cơ. Ừ, bàn thờ nó. <laughs> đấy chụp cân cảnh là chụp là thấy ngay đầy đủ là một cái bàn thờ rất là rõ ràng. đấy và những đồ mà uh, chủ nhà không dùng. Đấy thì nếu mà diện tích thì chắc là khoảng uh, 20 mét gì đấy. Thì bọn ừ. anh Odinon gọi là uh, ngay ở phía uh, ban uh, gọi là trước khi đi vào phòng thì gọi là có chỗ để nấu ăn này. Đấy. Xong tiếp theo là các cái bàn làm việc anh em sắp xếp này rồi cái chỗ nơi để anh thí nghiệm, anh test hay hàn hay là, là 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 thử nghiệm đấy rồi các bàn làm việc và một chỗ ngủ cho anh em đấy và cái ban công thì lại nhìn ra một cái bụi tre rất là lớn <laughs> nó cũng cũng khá là là đặc biệt và thực ra nhưng mà thực ra mình ở đấy thì mình cảm giác rất là thoải mái chẳng vấn đề gì cả nếu mà mọi ừ. người hay sợ một cái điều gì đó nhưng mà anh thì anh chắc chả vấn đề gì và anh bắt đầu từ thời điểm đấy và ba anh em tức là thân thiết đến mức tức là coi như là ở chung và làm chung tất đúng cả rồi. trong một không gian đấy luôn đúng không em có thể hỏi là cái, cái câu chuyện về mối quan hệ hay là các anh đã quen nhau và à. thành lập team như nào ạ thực ra bọn anh thì có một cái duyên khá là hay đó là bọn anh thì có tham gia Robocon con hai nghìn à và đấy gọi là đội bktrt ừ. thực ra lúc cái thời điểm năm thứ ba bọn anh gần như là zero tức là đơn giản mình thích thôi và mình nhìn, nhìn thấy truyền hình mọi người thi đấu mọi người chơi cảm giác là, là là rất là pro. Ừ. Và mình cũng học bách khoa thì mình cũng muốn phải thử một tí. Đấy thì uh, thực ra cái việc mà chọn bách khoa cũng là rất buồn cười là anh chọn đơn giản là thực ra vì anh thích sẽ được thi du con. Chứ ừ. không biết là là học bách khoa sẽ để làm gì hay làm như nào cả. Đấy, một việc rất là buồn cười ngày xưa thì thực ra là cũng cũng không định hướng được là 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 mình sẽ làm gì, thích gì cả. Ừ. Đấy đơn giản là mình thích vì đơn giản là được thi du con trước đã. Còn sau ra trường <laughs> làm gì hay không thì tính sau. Đấy thì Uh, thông thường thì cũng biết là các bạn uh, chơi robot con ấy thường phải năm thứ ba vì bắt đầu mới có một chút kiến thức. Nhưng mà đúng là mà anh bắt đầu từ con số cũng hoàn toàn số không luôn. Tức là là học về bởi vì làm robot thì có rất nhiều thành phần như kiểu cơ khí này, uh, điện tử này, lập trình này. Vâng. Thì mà anh toàn zero hết. Đấy nhưng mà đúng là kiểu liều ăn liều gọi điếc không có súng ấy là mà anh em cứ chơi đã. Đấy rồi từ những lúc ban đầu không có gì rồi anh em cứ lọ mọ lọ mọ rồi dần dần anh em làm được con robot này sau đó bọn anh cũng có một cuộc thi gọi là trong trường để gọi là cũng vừa có cái giải cũng vừa để đánh giá xem là các đội như nào thì cũng may mắn anh cũng được giành giải nhất và lại có tí tiền để đốt tiếp tức là để lại đầu tư robot <laughs> tiếp đấy thì bọn anh được cái trải nghiệm cái thời gian làm robot con thì thì đấy là cái cái thời điểm mà bọn anh bắt đầu làm việc với nhau uống với nhau và anh có một bạn là đang là hiện là CEO thì là cùng lớp luôn cùng lớp tự động hóa luôn đấy và một em sau một khóa thôi cũng điều khiển tự động và một số bạn khác nhưng mà sẽ không không tham gia Lumi mà các bạn ấy ngày xưa chúng đội thôi thì đấy là cái, cái cơ cơ duyên và thực ra là cái quá trình mình làm Robocon ấy thì mình học được rất nhiều thứ mà đúng là mình hoàn toàn có số không ấy ừ. hoàn toàn có số không hoàn toàn luôn và dần dần mình mỗi lần mình mỗi ngày mình cố gắng bởi vì anh có những lúc mà anh gọi là thức trắng đêm liên tục bởi vì đơn giản là không có sân để thử thế nên khi mà người ta gọi người nghỉ rồi thì mình phải có thời gian để mình mình test đấy và sáng lại lên lại vẫn học bình thường đấy thì cái quá trình trải nghiệm đấy làm cho mình cũng cũng gọi là có thể nội lực nó tốt lên lên hoặc là có thể sẵn sàng đương đầu với khó khăn sắp tới của Louis chẳng hạn đấy là những cái mà mình mình học được từ từ quá trình đấy và cũng là vì lý do anh anh cảm nhận là sau khi mà anh ra trường ấy thì anh anh nghĩ là anh muốn làm một việc gì đó thực ra là chưa định hình ra một cái sản phẩm hay một cái gì rõ ràng đâu mà đơn giản là mình ok mình là một người làm về kỹ thuật thì mình thích tạo ra một cái sản phẩm mang tính công nghệ gì đó đấy và từ cái cái nung nấu đấy thì dần dần đến một lúc đấy ví dụ như là sau khi một năm thấy làm việc thấy 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 đến lúc mình phải bắt đầu làm một việc gì đó rồi thì anh em đấy bắt đầu chung tay và bắt đầu triển những bước đầu tiên nhưng mà cũng may mắn đấy anh nhỉ tức là mười mấy năm anh em đồng hành và làm việc với nhau đúng chính xác mười mấy năm mà tức là cũng biết nhau từ thời robocon từ rồi, thời sinh viên đúng rồi à, sau đó thì cái câu chuyện lumi nó khởi phát như nào mà các anh lại theo đuổi cái ờ à thì bọn anh là người dân tự động hóa Và. Tức là dân làm về gọi là gọi là mạch công suất tức là công suất cao ấy, thì cái thời điểm 2011 ấy thì nếu mà mọi người có thể để ý thì cái thời điểm đấy là cái điện của chúng ta là không tốt tức là hay bị mất điện đấy, ừ. nắng nóng hoặc giống như vừa hè vừa rồi của chúng ta chẳng hạn ừ. thì bọn anh nhận thấy một cái việc cũng gọi là khá là tiềm năng thôi đó là chúng ta có cách nào để trong khi mà mất điện thì chúng ta có một cái hệ thống nguồn để backup gấp lại để cấp nguồn để cho có thể chạy quạt hay đèn cho người dân hay không ừ. thì bọn anh đơn giản là một ý tưởng đấy và anh dành thời gian rất nhiều để tạo ra mạch mẫu này thử nghiệm này test này đấy thì đến lúc mà ra được cái gọi là một cái bản demo đầu tiên đấy thì nhận thấy một điều nó vô cùng buồn đó là cái chi phí để tạo ra cái sản phẩm đấy còn đắt hơn chưa chưa bao gồm lãi hay chưa bao gồm sản xuất hay chưa bao gồm đóng gói mọi thứ mà cái chi phí nó đã đắt hơn so với sản phẩm trên thị trường rồi thì mình thấy ngay là không có cơ hội vào thị trường và đấy là thất bại đầu tiên của anh gặp phải tức là gần như là mình mình đúng là mình cứ làm thôi nhưng khi đến có kết quả rồi mình mới thấy là là mình đang đi sai đường đấy nhưng mà cũng cũng may mắn là khi anh em thấy thất bại rồi thì anh em cũng gọi là ok chúng ta sẽ dừng lại không chơi cái cố danh này nữa nhưng một điều may mắn là trong cái quá trình mà 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 thất bại đấy thì anh em đã phát hiện ra một việc rất rất, rất là hay thú vị cái thời điểm mà 2011 12 ấy, thì thực ra cái điện thoại iPhone cũng đã bắt đầu có rồi đúng không? Vâng. Anh nhớ là iPhone 3, iPhone 4 thì đó. Thì công nghệ cảm ứng điện dung ấy, công nghệ cảm ứng mà mọi người chạm trên cái điện thoại ấy, vâng. thì được rất nhiều khách hàng gọi là rất thích thú. Đấy nó khác hẳn so với cái bản phí truyền thống. Thì anh cũng có nhận được một cái cái dòng chip gọi là vi điều khiển của hãng Texas Instruments ấy của Mỹ. Thì cái chip này có khả năng làm như thế tức là có thể cảm ứng, tức là chạm tay vào là nó sẽ nhận được. Thì anh bắt đầu ý tưởng là ở ừ, nếu mà cái sản phẩm này mà áp dụng cho cho gia đình là như thế nào thì bắt đầu trong một tuần thì bắt đầu hình thành dần dần thì đã ừ thế có có thể áp dụng cho công tắc được không bởi vì công tắc hiện tại như phần lớn mọi người đang thấy là công tắc cơ đúng ừ. không bật tắt bật tắt vâng. còn bây giờ mình làm sao chạm phát nó bật chạm phát là tắt thì đấy đấy là cái idea đầu tiên mà mà để bắt đầu hình thành lumi và cái tên lumi thực ra nó cũng cũng hình thành từ một cái cái idea đó cái vòng sáng Tức khi anh công tắc là bật hay tắt thì nó có một cái cái vòng sáng để nhận ừ. diện cái trạng thái của thiết bị thì cái từ lumi nó cũng sinh ra từ cái từ luminous tức là tỏa sáng. Ừ. ừ. đấy. Nó cũng sinh ra nói chung khá nhiều cái thứ mà nó từ thất bại rồi có idea rồi lại có phương án rồi có giải pháp mới nói chung là nó cứ cứ cũng đúng là thất bại cũng không hẳn là một, một điều gì đó đáng buồn cả. Có khi nó lại là một khởi tạo của một ý tưởng mới và may mắn thì nó là ý tưởng của lumi bây giờ. Em rất là đồng cảm với câu chuyện là bọn anh gặp thất bại nhưng mà thực sự là mình vượt qua cái thất bại đó và mình thử với một cái lựa chọn tốt hơn và rất có thể cũng cũng chưa chưa chắc không thể chắc chắn rằng nó lựa ừ. chọn tốt hơn nhưng mà ở thời điểm đấy em nghĩ là cũng tương đối dũng cảm để có thể đưa ra quyết định như Đúng vậy à, không biết là ở cái khoảnh khắc đấy thì bọn anh có đồng lòng như thế không hay là sẽ có những cái tranh cãi hoặc là những cái cảm xúc khác nhau về cái thứ đi nếu mà để nhớ một cách chính xác thì cũng hơi à. khó nhưng mà lúc đấy đầu tiên là buồn ăn nói chung là cũng bao anh em cũng bỏ công bỏ sức bao nhiêu bởi vì thực ra lúc đấy bọn anh thì thì nghỉ công ty có nghĩa là không còn lương nữa. Và ừ. anh ngoài cái việc mà vẫn là nghiên cứu lo mọ cái đấy thì vẫn phải đi làm các cái mảng giải pháp liên quan tự động hóa thì anh cũng có cái đồng bào đồng ra nữa. Đây tức là ừ. cảm giác anh em cũng lo mọ rất nhiều này công sức rồi đủ mọi thứ nhưng mà đúng là cái thành quả để nó kết quả như này thì anh em nói chung là cũng cũng chán nói chung là là cái việc đó việc hiển nhiên thôi nói chung thất bại chán là điều hiển nhiên <laughs> nhưng mà thực ra lúc đấy anh em cũng bắt đầu mình tính lại dần dần và bắt đầu từ cái, cái cái quan trọng từ con chip ấy bắt đầu anh với anh em bắt đầu với hình thành cái idea thì bắt đầu thấy ừ có vẻ có vẻ cửa sáng vì sao lại cửa sáng bởi vì đây là cái sản phẩm tiêu dùng tức là cái, cái sản phẩm mà mà nó rất là phổ dụng chứ không phải là bà anh bà anh cho một cái sản phẩm mới vào một thị trường hoàn toàn mới mà ừ. đơn giản nó vẫn là thị trường đã có thì thì mình thấy là với là một cái là mình cũng cũng sắp tung cả cái google ra rồi cũng không thấy cái thằng là gọi là bên nào đang làm những sản phẩm như này thì gọi là thấy có một hướng sáng sáng đấy thì sau đó anh em bàn và suy tính Thì bắt đầu ok, triển thôi, làm mẫu thôi Thử nghiệm tiếp ừ. Đấy. Thì cái sứ mệnh mà anh mong muốn Đạt được với Lumi uh, Trong cái ngày đấy Và bây giờ nó có khác nhau không anh? Uh, thực ra thì cái cái thời mà lúc bọn anh Bắt đầu tạo ra Lumi Bọn anh đơn giản nghĩ ra một việc rất đơn giản này thôi là Bọn anh tin rằng bọn anh có thể tạo ra một cái sản phẩm công nghệ Có ừ. giá trị Đấy, cho, cho xã hội Còn lúc đấy thực ra cái việc nghĩ xuất khẩu Thực ra mình chưa dám nghĩ đâu mình chỉ đơn giản là trong Việt Nam người Việt mình dùng đã là rất là tuyệt vời rồi. Ừ. Đấy thì 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 bước đầu như thế và thực ra bây giờ bọn anh vẫn đang thực hiện cái điều đó và thực ra bọn anh cũng, cũng đang từng bước là là có thể chứng minh được là gọi là trí tuệ Việt hoàn toàn có thể làm được những cái sản phẩm mà anh nghĩ là cũng không thua kém gì các nước ngoài cả. Thì đây những điều mà bọn anh đang từng bước từng ngày cố gắng làm việc này. Vâng, chắc là tí em sẽ hỏi sâu hơn về câu chuyện là xuất khẩu bước okay. ra thế giới vì em nghĩ đấy là một phần mà ừ. chắc chắn là rất nhiều doanh nghiệp Việt, rất nhiều doanh nhân Việt cũng uh, thường là cũng cùng chia sẻ nhưng mà cũng không phải ai cũng có cơ hội và có những cái trải nghiệm về cái hành trình như vậy. Ừ. Thì như okay. mình sẽ để lại phần sau. Okay. Theo em được biết là anh là người học rất giỏi. À. Mà thậm chí là những thông tin ngoài lề <laughs> anh em mình đã từng nói chuyện, mà nói ừ. chung là em cũng được thông tin từ một số người khác là ngày xưa anh còn là thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối ở bách khoa. 30 trên 30. Sau đấy là một sinh viên rất là xuất sắc em thấy là có một cái quan điểm thông thường một người hay bảo à câu chuyện là giữa học và làm nó không liên quan gì đến nhau hay là ví dụ như học giỏi chưa chắc đã làm giỏi trong trường hợp của anh thì cái việc mà học giỏi hay là việc có khả năng học tập thì nó có giúp anh trong cái quá trình mà xây dựng và phát triển Lumia thực ra đầu tiên là cái việc mà anh thi được 30 điểm ấy anh nghĩ là một phần là cũng là may mắn tức là lối có thể gọi là vui mình thuộc bài ấy, tức là mình các dạng đề mình đã làm và lúc đó may ừ. mắn mình mình đạt được mục tiêu đấy còn cái việc ban đầu của anh mục tiêu đơn giản là đậu bách khoa là là điều may mắn lắm rồi chứ còn chưa bao giờ mình nghĩ những cái việc kiểu lớn lao kia. Chỉ để đi thi được à, vô con đúng không anh. À, đúng rồi, chứ <laughs> là vào được bách khoa và được thi vô con chứ không phải là mục tiêu kia. Nhưng mà thực ra nói thế mình cũng là người cũng là chăm chỉ, tức là mình ừ. cố gắng mình ôn thi rồi có thể may mắn là mình 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 giải được cái câu cuối cùng của môn toán ấy là cái đạt điểm tuyệt đối ấy. thì anh, ừ. anh 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 may mắn mình giải được đấy. Nhưng mà thực ra lúc ban đầu anh thấy ngay được vấn đề là cái thời khi anh bắt đầu vào bách khoa thì lúc ấy có thi um, kỹ sư tài năng ừ. anh lúc ấy có cảm giác là gọi lúc ấy mình đang tự tin là mình điểm cao mà ừ. mình tự tin và mình ôn cũng chỉ ôn cho nó có thôi ừ. nhưng lúc bắt đầu mình thi mình bắt đầu thấy vấn đề có nghĩa là mình thực ra là chỉ là anh anh học là trường thông thường phải trường chuyên thế nên các dạng đề anh chưa được biết nó là cái gì luôn tức là những thứ mà kiến thức mình chưa giờ biết mình mới thấy là ở thực sự là mình cũng chỉ là là như thế này thôi và còn rất nhiều điều phải hỏi cũng như là lúc anh bắt đầu học năm thứ nhất của bách khoa học những cái thứ như kiểu ma trận giải thích là anh bắt đầu thấy đau đầu rồi tức là thấy có nghĩa là cái khả năng của mình thực ra cũng không phải là mình là giỏi thế nên bắt đầu mình nhìn thấy là thực sự là mình phải nỗ lực rất nhiều nhưng còn cái việc giữa cái việc học giỏi và làm làm giỏi thì anh thấy khác rất nhiều ở chỗ này đó là học học giỏi thì thực ra khi em phải giải quyết những vấn đề mà đó, anh nghĩ là nó đã có những cái đáp án rồi tức ừ. là nếu bây giờ mình không giải được thì mình tìm cũng có thể tìm lời giải được còn làm giỏi thì ờ à, làm giỏi hay làm tốt đi thì có những vấn đề mà có khi xã hội còn chưa ai giải chẳng hạn hay là có thể lời giải này có thể đúng ở thời điểm này có thể đúng ở thời điểm kia. Thì cái việc mà mà làm giỏi thì anh nghĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó không hẳn là là học giỏi đâu. Học giỏi một phần để giúp cho mình có thể là là tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Đấy, hay là tìm hiểu nhanh hơn. Nhưng mà để ra quyết định hay là uh, hợp tác hay là work với nhau hay là rất nhiều thứ khác thì anh nghĩ là nó còn nhiều thứ phải thứ phải phải bổ sung vào hỏi nữa chứ không phải chỉ có học giỏi là đủ. Ừ. Nhưng mà nó có giúp anh không? Tức là trong quá trình ít nhất là câu chuyện với anh với cá nhân Lumi đi thì để xây dựng phát triển Lumi thì theo anh là việc mình có khả năng học tập nó không, không thực học... sự là là tốt bởi vì bản bản chất vì sao? Ừ. Vì những cái thứ mình đang làm mình mình chưa biết mà. Vâng. Thì cái việc học lại giúp cho mình có thể rút ngắn được thời gian. Ừ. Đấy anh nghĩ là cũng cũng là rất quan trọng. Tức là vâng. là học để có mình khả năng gọi là tiếp thu này, tìm ừ. hiểu được đúng bản chất vấn đề và mình có thể đưa ra những quyết định đúng. Thì thực sự là nó vẫn đóng một vai trò. Nó vẫn định. có ý nghĩa, vẫn có ý nghĩa. Nhưng mà mình cũng đừng đừng nghĩ là mình đừng đặt nặng quá. À. Đúng rồi còn và... rất nhiều việc khác mình phải giải quyết nữa em nghĩ đấy là một cái lời khuyên mà chắc là rất nhiều bạn trẻ mà xem podcast này các bạn ấy sẽ định hướng tốt hơn bởi vì em nghĩ là ngày xưa em em nhớ là hồi xưa em cũng đi học chẳng hạn thì thực ra mình cũng cố gắng học để được được điểm tốt thôi và mình cũng ừ. ví dụ ngày xưa em thi ở đợt đầu tiên em thi ở ngoại thương à. em cũng chẳng có ý tưởng gì với câu chuyện là tại sao mình lại học ngoại thương Ngoại thương để làm cái gì đâu mà em chỉ à. ok đấy làm trường điểm cao Thế thôi mình cố gắng thi vào đến cuối cùng thì nó cũng là những câu chuyện rất là thú vị em tin là với một sau sau một quãng thời gian đi làm rất là nhiều thì mình cũng đã rút ra rất nhiều câu kinh nghiệm và rất nhiều trải nghiệm Hy vọng là ví dụ các bạn trẻ và các bạn nghe được những cái chia sẻ của anh thì chắc các bạn sẽ học được thêm em muốn trước tiên mình sẽ xoay quanh về lumi một tí tức là em thấy là có đặc điểm mà lumi là một doanh nghiệp thì em nghĩ là có những cái điểm rất đặc thù của doanh nghiệp sản xuất và thực ra là uh, gần đây thì ví dụ có một cái concept gọi là concept mixing <laughs> là nó rất liên quan đến các cái doanh nghiệp để sản xuất em nhận thấy là hình như các doanh nghiệp sản xuất có một cái mức độ khó khăn còn nó có những cái khó khăn rất là đặc thù đặc biệt là ở môi trường Việt Nam vậy thì trong trường hợp với anh đã từng vận hành Lumi mười mấy năm thì anh nhận thấy là những khó khăn đấy là gì ạ à, đúng là cái cái lúc mà anh ra một cái sản phẩm mẫu mẫu ấy, thì thực ra rất là nhanh nhưng mà biến nó một thành một cái sản phẩm mà có thể sử dụng được đảm bảo tính ổn định thì thực sự là anh vào một chân trời mới luôn Ừ. Tức là đầu tiên chỉ đơn giản là cái mạch điện tử thôi. Nó quốc bình thường, ok, tức là cắm là chạy. Nhưng bây giờ đóng gói nó thành một cái sản phẩm trong một cái vỏ nó như thế nào, trong một cái cái mặt kính như nào hay là trong một cái viền nhôm như nào chẳng hạn. Thì lúc đấy là anh bắt đầu mới thấy là hơi choáng bởi vì ừ. tất cả những thứ là kiến thức mới. Ừ. Có nghĩa là mình lại là zero với cái thứ đấy. Thế là bắt đầu tìm nó bắt đầu phải học hỏi về thiết kế về cơ khí này, xong rồi bắt đầu design ra các cái phần khuôn vỏ. Thì lúc đấy đặt ra một vấn đề vô cùng lớn là ờ ừ, thế thì đối tác nào sẽ làm cái, cái, cái khuôn vỏ nhựa này cho mình hay ừ. đối tác nào sẽ làm kính cho mình hay đối tác nào sẽ làm vỏ nhôm cho mình thì lúc đó là một cái gọi là cái quãng đường vô cùng dài đấy và lúc ra lúc đấy thời điểm đấy thì hay bây giờ người ta hay nói là công nghiệp phụ trợ thực ra công nghiệp phụ trợ của bây giờ chúng của việt nam bây giờ quá tuyệt vời bọn anh đã rất là tự tin về cái việc sản xuất nhưng cái thời điểm 2012-2013 thì thực sự là muôn ngàn và khó khăn bọn anh ban đầu đặt mục tiêu là ok chúng ta đã có cái bản mẫu công tác là gọi là tạm thời dùng được rồi Thế bây giờ đặt mục tiêu là 3 tháng là ra sản phẩm gọi là có thể cầm nắm được, nhìn thấy rõ hình hài của nó. Nhưng mà thực tế cái quá trình đấy biến thành 9 tháng. Đấy và cái 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 chất lượng sản phẩm ra lúc ban đầu nó thực sự là không không tốt một tí nào. Chính bản mà thân mà anh cũng không 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 nghĩ như Nhưng lúc đó là là không không tìm được thêm đối tác nào. Bởi vì một phần nó cũng cũng nhiều lý do nữa. Tức là muốn một sản phẩm mà rất là là, là 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 tốt chẳng hạn thì cái chi phí mà để đầu tư thì lại cực kỳ cao. Đấy ừ. trong khi mình đang up thì mình không thể để một cái chi phí đấy quá cao được còn rất nhiều chi phí khác mình phải phải chi trả thì đấy quá trình nếu anh phải liên tục tìm kiếm đối tác rồi cả một cái phần rất quan trọng nữa là cái thời điểm đấy là in 3D chưa có ừ. tức là anh ra một cái thiết kế anh đi dập làm khuôn luôn thì nó vô cùng nhiều cái lỗi rất nhiều cái thứ mình không bao giờ tính trong khi nếu như bây giờ anh được làm lại nếu mà có công nghệ in 3D thì anh sẽ làm khoảng năm 10 lần cái cái mẫu 3D đấy khi ừ. nào ngon và anh thấy được tất cả vấn đề thì anh bắt đầu đi làm khuôn thì đấy nằm trong quy trình sản xuất mới của anh rồi thì rất ok nhưng mà cái thời điểm đấy mình không có công nghệ đấy và cũng không biết đấy và cái quá trình đấy cứ vật vã sửa đi sửa lại bộ khuôn đấy thì đúng là cái việc để ra một cái sản phẩm như thế làm cho cho mọi người mất mất công sức rất là nhiều ừ. đấy là những cái trải nghiệm mà mà thực tế là sản xuất là như thế tức là mình phải phải làm phải nhúng vào nó rồi phải phải thử nghiệm rồi đánh giá rồi thấy nó không ổn rồi lại cải tiến cải tiến nói chung là cái việc đấy cứ liên tục liên tục và cái thời gian nó sẽ kéo dài đấy và nhiều khi lúc ấy mình không biết là khi nào là là kết thúc của một cái quá trình là tạo ra sản phẩm nữa để tức là khi kết thúc từ sản phẩm thì kết thúc của quá trình tạo sản phẩm thì bắt đầu mình sản xuất đúng không sản xuất với bán hàng thì đối với anh không biết là thời điểm nào sẽ bắt đầu bán hàng được đấy ừ. đấy là những cái mà cũng cũng là thử, rất là khó khăn và kéo dài cả năm cho cái việc đấy trong khởi nghiệp thì mọi người hay bảo là khi bạn đưa sản phẩm ra thị trường mà bạn không cảm thấy là tức là không hài lòng với nó ừ. thì tức là bạn đã đưa sản phẩm ra quá muộn. Ừ. trong trường hợp của anh thì vì nó sẽ là câu chuyện kiểu chỉnh sửa liên tục cho đến khi mình cảm thấy hài lòng để mình đưa ra thị trường có một cái giới hạn nào không anh? Là... À, thực ra thì một số anh em thì đang hình suy nghĩ là phần mềm phần ừ. mềm thực ra là anh em có thể dễ dàng update hay là ota ừ. hay như nào đấy đúng. nhưng đối phần cứng mà nó bay không à, làm thế à, đúng được rồi, đúng rồi đúng rồi đấy tức là cái anh em sẽ rất hiểu là giữa phần mềm phần cứng khác nhau rất là nhiều ừ. thế nên cái vì sao cái quy trình sản xuất này hay là quy, quy trình thiết kế là nó rất là khá là gọi là khắt khe và và cẩn trọng bởi vì nó không thể có những cái lỗi ngớ ngẩn ví dụ như là về bề mặt nó bị sao chẳng hạn người khách hàng sẽ nhìn thấy ngay ừ. đúng không hay là về chất lượng nó không ổn định hay như nào đó thì phải thử nghiệm rất là nhiều thế nên cái quá trình của thường của hardware nó sẽ kéo dài khá là nhiều so với software. Đấy và và software thì có một cái hay nữa là khi nhận được phản hồi đúng không? Update được ngay. Có thể sau một ngày hay một tuần đi. Nhưng mà để bọn anh thay đổi một cái bộ khuôn có thể mất 3 tháng đến 6 tháng. Ừ. Đấy thì nó, nó nó rất nhiều cái điểm nó nó gọi là khác trong cái ngành nghề. Đấy thì cũng cũng chia sẻ để cho các bạn sẽ hiểu hơn là làm phần cứng thì nó nó sẽ hơi phức tạp hơn so với phần mềm là vì thế. Bọn anh đã trải qua tức là cảm quá thời gian đi rất là dài thử nghiệm thử sai các thứ thế thì có một bài học nào để bọn anh rút ra được không? Tức là làm thế nào để mình có thể kiểu tối ưu được nhất cái quy trình đấy bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại. Đúng. Và mình cũng hoàn toàn có thể đúng. nếu mình không cẩn thận thì mình lại mắc lại các lỗi đúng, cũ đúng, cái đúng, gì đúng, đấy. Bọn anh thường hay nói với các bạn tức là trong trong nhân sự ấy là các em có thể quyền sai vâng. cho những thứ mình chưa gặp phải nhưng không được lặp lại những thứ sai đó bởi vì thực ra lúc ấy bọn anh cũng nhận ra một việc là cái, cái 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 sự trải nghiệm của mình rất là nhiều. Ừ. nếu mình không tích lũy thành nó thành những kiến thức hay là know how ấy thì đúng là các bạn phía sau kiểu dưỡng sẽ dính phải thế nên từ cái thời điểm mà mà lúc anh khởi nghiệp thì bọn anh cũng 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 hay cũng rất là sẵn sàng là đầu tiên nhận các bạn là sinh viên thực tập này xong thì cũng tạo các giáo trình này hay là tạo các cái tài liệu cũng chia sẻ cho các bạn đấy và cũng đào tạo các bạn ấy luôn ừ. đấy thì cái quá trình thì bọn anh phải, phải đỡ gặp phải những cái việc đấy và bọn anh cuối cùng bọn anh sẽ biến thành một cái gọi là quy trình phát triển một cái sản phẩm nhưng không phải là sản phẩm phần mềm mà sản phẩm phần cứng ừ. hoi luôn và có tất cả các cái bước cách step làm như nào để đảm bảo được là uh, qua từng bước mình make sure được là ờ ừ, cái sản phẩm này đã đạt được cái tiêu chí nào đó đấy thì đến các bước tiếp theo đạt tiêu chí nào đó thì cái việc mà ra được cái sản phẩm nó sẽ giảm được rủi ro rất là nhiều ừ. đấy thì nó có thể một chút gọi là hơi cứng nhắc hơn một chút nhưng mà mà cái quá trình đấy đảm bảo được là từ khi mà một cái đi sản phẩm đấy đến khi một cái sản phẩm cuối cùng là Matt Watson ban kiểm soát được nó ừ. đấy bởi vì anh không thể gọi là đến khi cuối cùng mà nó nó sai sót thì lại chạy lại cả một cái quy trình đấy thì rất mất thời gian nó mất công sức Đấy, thì thì những cái đấy hoàn toàn anh tích lũy được và anh sẽ biến nó thành những cái gọi là có thể gọi là know how tức là những cái kinh nghiệm những cái cái phương án hay quy trình để giúp cho uh, những bạn phía sau hay là những cái sản phẩm mới nó sẽ được hoàn thiện và nhanh hơn. Em thấy là câu chuyện khởi nghiệp ấy thì em tin chắc là nó sẽ có những cái giờ phút lên xuống liên tục ừ, thậm đúng chí đúng là có một cái hình ảnh là nó như một cái chuyến gọi là roller coaster cứ à. đi lên đi xuống liên tục. Ừ. Em tin chắc là anh cũng đã mười mấy năm của anh thì chắc chắn là trải, trải qua rất nhiều. Đúng. Thế thì đâu là khoảnh khắc mà thấp nhất ạ anh? À, thấp nhất đó là cái khoảnh khắc mà bọn anh và uh, hết tiền. Nên khoảnh khắc mà... Nhưng lúc mà anh... em tưởng hết tiền thì dân gọi là start -up như anh em mình thì hết tiền nó cũng là nhiều nhiều <laughs> lần hết đúng không anh? Không Hay là, là nó một lần thôi? <laughs> anh hết rất nhiều lần. Đấy. Và thực ra lúc đấy là gọi là nói vui lúc ấy banh thì nó cũng có một số cổ đông rồi nhưng mà cổ đông mang tính cá nhân thôi và nhưng mỗi lần họ cổ đông thì không phải là nói vui là là chia tiền mà thường nói chung là cho tiền vào góp thêm ờ, góp thêm và thực ra nói thật lúc đấy là về kinh tế của gia đình mình hay là của những bạn xung quanh cũng thực sự không có tức là anh em phải bắt đầu gọi là tìm một cách xoay đấy ừ. hay như uh, gọi là bạn, bạn tài CEO của bên anh ấy thì cái thời điểm mà cũng khá là căng là công ty cũng gần như hết sạch vốn này ừ. trong khi đã sắp cưới đấy thì nó những tình huống mà cảm giác là cũng rất là khó tức là không biết là mình sẽ làm như nào đây thì cũng may mắn là trước khi mà vào thời điểm tài cưới thì thì may quá mình lại có một cái nguồn vốn vào và như thời điểm ấy cực kỳ quan trọng bởi vì thời điểm đấy chính là thời điểm anh có cái khoản vốn để anh mất à, tức là anh gọi là sản xuất hàng loạt để bắt đầu ra thị trường thì đấy là cũng được hai việc là tài cũng yên tâm uh, có một đám cưới uh, gọi là hạnh phúc và bọn lumi thì bắt đầu sản xuất một mẻ đầu tiên thì đấy đấy những cái mà tình huống nói chung là cũng cũng rất là là gọi là gọi là có thể gọi là éo le gì đấy nhưng mà thực ra nhưng mà cảm giác may mắn có nghĩa là trong những tình huống lúc mà gọi là xuống sâu nhất phức tạp như thế thì lại có một cái cái một cái sự hỗ trợ mới một cái cái cái, cái, cái gọi là gọi là một cái động lực mới để giúp cho mình tiến lên tiếp đấy anh thì gặp rất nhiều tình huống rồi còn thực ra là trong đấy là tình huống anh nhớ nhất còn thực ra trong sản phẩm này anh còn làm nhớ rất nhiều sản phẩm khác nữa hay là có thể là thời kỳ Ví dụ như Covid chẳng hạn, đã như thời điểm mà cũng rất là khó khăn hay chính năm nay cũng là thời điểm khó khăn nhưng mà thực ra đấy là là của gọi là của phía bên ngoài rồi. Còn cái nội lực của mình cơ thì mới là vấn đề. Còn hiển nhiên là khi mà cả kinh tế khó khăn thì thì ai cũng khó cả. Thì mình bắt buộc phải cố gắng và phải tìm mọi cách để nỗ lực thôi. Tức là lúc đấy là hết hết tiền rồi. Không biết là em không biết rất rất tiếc là mình không có anh CEO anh Tài ở đây để à. hỏi nhưng mà. Thông qua gọi là anh đi, ừ. không biết là cái cảm xúc hay là anh có thể mô tả lại những là anh tài hay câu kể chuyện và là nói vui là anh bị ám ảnh, à. tức là nói chung là mỗi buổi trưa anh không thể ngủ được bởi vì tất cả giấc mơ là làm sao có để có thể mách được, được ừ. uh, được sản phẩm tiếp bởi vì nếu và anh ok, bọn anh đã dành rất nhiều công sức nhé, vâng. để tạo ra được cái sản phẩm đấy, tức là để chốt được một cái design thiết kế này, chốt được cái phần khuôn này, chốt tất cả mọi thứ. Bây giờ là phải có tiền thì mới mua tới cả linh kiện về rồi hàn rồi lắp đạp, lắp đặt rồi test rồi đóng gói để biến nó thành sản phẩm rồi bắt đầu đi bán hàng. Ừ. chứ không là no way. Bởi vì tất cả ví dụ em mua linh kiện hay làm gì em phải đặt một số lượng lớn chứ làm sao em đặt một vài chục chiếc được. Đấy thì anh cần một khoản tiền đủ lớn thì anh có thể bắt đầu một cái mẻ sản xuất đầu tiên. Nhưng mà lúc đấy chắc là cũng khi mà mình nhận được cái khoản vốn đấy thì chắc là mình cũng không gọi là vui thì cũng vui ừ. nhưng mà chắc cũng lo đúng không anh? Lo chứ. Bởi vì thực ra đấy chỉ là một bước, một step thôi. Ừ còn không biết là cái sản phẩm này có bán hay không cũng là một vấn đề tiếp theo nữa. Ừ. đối bởi vì chưa thử thị trường mà bởi vì lúc ấy khẳng định là đấy là một idea hoàn toàn mới ừ. và một cái sản phẩm đấy chưa được chứng minh là có thực sự là có khả năng trên thị trường hay không. Ừ. bởi vì thực ra lúc ấy thẳng thắn đi là là bọn anh cũng không có một cái đầu óc cũng gọi là giỏi về sale hay marketing đi. Quá ừ. chưa đơn giản là tuần túy là ờ ừ, tôi có một idea sản phẩm tôi làm một sản phẩm này đấy làm xong và tôi bắt đầu bước tiếp theo là tôi bắt đầu với đi marketing rồi sale bán hàng mọi thứ đấy tức là các bước tiếp theo nó vẫn còn còn nhiều trông gai nữa nhưng mà gọi là coi như là mình cứ giải quyết từng bước từng bước một em muốn hỏi thêm anh đang vừa nói cái câu chuyện kiểu anh là dân kỹ thuật không ừ. thiên về sale rồi kinh ừ. doanh nhưng mà em tin chắc là trong quá trình mà phát triển vận hành doanh nghiệp thì chắc chắn là bọn anh cũng phải tức là phải tự trang bị cho mình thậm chí là tự làm tất cả Đúng những rồi. việc đó Đúng. cái cái hành trình mà học và để làm những công việc đấy nó đã nó có dễ dàng không anh à, thực ra bọn anh bị một cái tức là trong quá trình mà gọi là startup lung mi bọn anh luôn gặp vấn đề tức là bọn anh luôn gặp những vấn đề mà anh chưa bao giờ biết và cũng chưa bao giờ được học đấy ừ. thế thì cái quá trình mà mà mình giống như kiểu là luôn sẵn sàng luôn đấy tức là nếu gặp vấn đề này thì ok anh em mình cùng uh, cắm đầu vào mà cùng giải quyết vấn đề cùng xử lý hoặc là có thể phân vai nhau đấy thì cái việc đấy bọn anh gặp thường xuyên tức là bọn anh cảm giác bọn anh không bao giờ hết được vấn đề tức là cái quá trình mà bọn anh thấy nhiều khi vui là buồn cười là cứ vừa hết vấn đề này thì vấn đề khác lại nảy sinh tức là mọi thứ nó luôn, luôn liên tục tiếp diễn và hiển nhiên là cái quá trình mà tạo ra sản phẩm xong rồi thì bắt buộc phải bán rồi phải tư vấn với bọn anh như anh này còn nói vui là còn cả design cái dùng Illustrator chẳng hạn để design ra các cái bản brochure hay là catalog chẳng hạn ừ. hay bọn anh làm các cái um, triển lãm như việt view chẳng hạn bọn ừ. anh làm tất mà đấy rồi bọn anh còn tạo được cái vali demo này anh anh tài là hay là mấy anh em là đi trực tiếp đến từng nhà khách hàng để tư vấn rồi bán hàng các thứ nói chung cái việc đấy mình mình sẵn sàng chứ không mình không không phải là ở ừ, nó là một kiến thức mới hay là một cái gì đó mình chưa học mà mình mình thôi mình không làm mà anh em sẵn sàng tự nhận và sẵn sàng đương đầu với nó và cái quá trình đấy khi mà mình anh nghĩ là quan trọng nhất là cái thái độ ấy tức là khi mình sẵn sàng hỏi ừ. thì tự nhiên kiến thức rồi các thứ nó sẽ vào và mình sẽ học được rất là nhanh đấy thì anh cũng trải nghiệm là chính bản thân mình khi tư vấn cho khách hàng này gọi là làm việc với khách hàng này rồi mình chính tay mình cũng đi lắp sản phẩm luôn đấy hay là sau này có vấn đề gì mình cũng phải hỗ trợ khách hàng luôn thì mình gần như trải nghiệm được phun một cái, cái, cái một cái sản phẩm từ từ khi, khi bắt đầu từ idea đến sản xuất rồi đến đến lắp đặt rồi bán hàng mọi thứ mình đều trải qua hết thì mình lại càng hiểu ừ. được cái sản phẩm của mình hơn và mình lại có nhiều idea để phát triển những cái mở rộng cái sản phẩm của mình hơn đấy thì mà anh sẵn sàng nói chung là không có ngại không bất cứ việc gì cả anh có một cái kỷ niệm một câu chuyện nào đấy mà mình phải làm gọi là trái sở trường nhưng mà nó lại để, để lại cho anh một bài học hay là một cái cái gì đấy mà anh rất là muốn ghi nhớ thực ra thì những cái việc anh làm thì phần lớn là trái sở trường ừ chắc chắn luôn, bực ra kể cả nhá, anh là dân tự động hóa đi, tức là anh sẽ làm các dây chuyền tự động hóa, ừ. chứ anh sẽ không làm cái sản phẩm như kiểu making product này, ừ. tức là có nghĩa mặc dù gọi là nói vui là vẫn ok, vẫn là mảng kỹ thuật hay mảng công nghệ đi, nhưng mà thực ra là về cái cái lĩnh vực đó đã khác nhau rất nhiều rồi, điều đó có nghĩa là mình phải phải học hỏi đấy, hay là mình uh, đi triển lãm, anh uh, một người cái chuyện ấy anh nghĩ là rất là vui và nghĩ cũng, cũng 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 hay là lần đầu tiên một cái sản phẩm ra triển lãm việt build thì bọn anh làm một cái cái gọi là gì nhỉ cái 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 gì nhỉ cái bộ sùa to lớn lớn ấy. Ừ. đấy đấy in ừ. ảnh rất là to một cái công tắc một nút có hình tròn ở giữa thì khách hàng bảo em em bán bếp từ gà <laughs> đúng không bởi bếp từ bởi vì nó đúng là cái mặt kính và thứ hai là nó có một cái vòng tròn để để biết là cái cái nồi đặt đặt như thế mà vì ừ. anh làm quá to ừ. đấy thì thì lúc ấy xong nói vui rồi sau khi bảo, à bọn em bán công tắc thì bắt đầu khách hàng thấy ô sau cái công tắc này lạ ấy nhỉ bởi vì ai cũng hiểu công tác đơn đầu tiên là phải là bật tắt bằng cơ đã ừ. còn đây của mình là một mặt kính phẳng hoàn toàn lại dùng màu màu trắng màu đen nó rất là nổi bật và cũng rất buồn cười là những sản phẩm của Lumi lại rất là thu hút khách hàng mọi người đến xem rất là là trầm trồ và bỏ cái sản phẩm này nhập nước ngoài em thì thì khi mà anh nói là là do chúng em làm thì mọi người cũng rất là là ngưỡng mộ và lúc đấy anh cũng bắt đầu có những khách hàng đầu tiên ừ. đấy cũng rất may mắn là có rất nhiều khách hàng đã sẵn sàng gọi là 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 trao đổi rồi thử nghiệm rồi đặt mua sản phẩm và lắp đặt sản phẩm Lumi từ thời điểm này. đấy. Ừ. Đấy, những cái thời điểm nói chung là vui lắm nói chung là mình nhận được cái phản hồi của khách hàng mình cảm giác được khách hàng đang có thực sự cần hay hay không và quá trình đấy rồi khi anh lắp đặt xong rồi anh sẽ thấy là ở ừ, trong quá trình này hình như có một số tính năng mình cần cải thiện thì anh em lại bắt đầu tiếp tục update ừ. đấy. em thấy anh có vẻ là một người rất là thích làm sản phẩm ấy. em em cái đấy là cảm nhận của em ừ. mà anh em anh em anh em biết nhau một thời gian cũng lâu rồi rồi thì cậu uh, thông qua cái buổi nói chuyện này em cảm thấy anh là một người rất rất thích làm sản phẩm mà đương nhiên là trong cái một doanh nghiệp như của Lumi thì cái cái điều này nó rất quan trọng. Nhưng mà em cảm thấy là chắc là cũng phải có một cái gì đấy nó mới giúp mình nuôi dưỡng được cái đam mê này đúng không? anh Hay là hay là bản chất nó đã là một thứ mà mình gọi là có một số người ví dụ, sinh ra đã thích cái chuyện đấy rồi. Từ cấp 3 ấy, anh rất thích cái mạch điện tử. Mạch điện tử ly thú ấy, tức là anh muốn là tạo ra một cái mạch mà nó có thể nháy nháy như nào kia ngày xưa mình chỉ đọc báo thôi mình rất thích nhưng mà mình không biết là mua linh kiện đâu tức là ở quê thì không có chỗ để mua ừ. và anh hay lò mò là anh xem các cái mạch bên trong như cái đèn compact chẳng hạn mà có một cái mà lúc lúc anh lớn thì anh phải kể cho bố mẹ bởi vì chuyện đi chưa được kể đó là anh mở... Thế mà bây giờ anh lên anh kể <cười> trước <cười> kiểu anh đã nói rồi bố mẹ thì giờ cũng không bất ngờ lắm bởi vì anh dám mở cả cái tv samsung nhánh duy nhất có một cái <laughs> đấy. Đấy. Anh mở, TV mở ra rồi. để anh ngắm xem là ở inside nó có cái gì nó có cái gì hay và may mắn mình lắp vào nó vẫn chạy bình thường. Chứ nếu mà quả mà đi thì anh cũng hơi căng. Tức là tức là nó tức là nó thành cái 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 sự, sự tò mò của mình, mình thích thú mình muốn tìm hiểu là ờ uh, how it work. Đấy Đúng là à. cái 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 thứ mà mà anh anh và từ cái đấy anh bắt đầu học hỏi được rất nhiều. Cũng như là trong quá trình mà mà making cái sản phẩm Lumi thì và anh cũng đặt câu hỏi là thế chọn linh kiện gì tốt nhất? Chọn cái sản phẩm gì tốt nhất để đảm bảo là cái sản phẩm mình tốt đấy bởi vì thực ra mình chưa trải nghiệm. Đúng thì à. cách anh phát hiện ra là ờ ừ, có rất nhiều hãng trên thế giới họ đang làm như kiểu Siemens chẳng hạn là một hãng công nghiệp rất là mạnh đúng không ừ. họ đang dùng linh kiện gì anh có thể tham khảo và đấy là cách giúp anh lựa chọn ra một các linh kiện trong cái cái mạch của Lumi rất là nhanh và cũng đảm bảo cái tính ổn định rất là nhiều đấy, đấy là một cái mà mà cái sự tò mò nó cũng có ý nghĩa trong cái việc making product là vì thế ừ. và hiển nhiên là bất kỳ một cái sản phẩm liên quan đến đến IoT hay là Apple hay như nào anh rất thích là phải mở bên trong xem nó như thế nào xem họ thiết kế như nào, xem họ làm như nào để mình có thể học hỏi. Và thực sự anh anh rất thích cái sản phẩm Apple. Nhiều khi mọi người thích cái sản phẩm Apple ở bên ngoài, nhưng anh thì chỉ thích bên trong thôi. Bởi vì anh ừ. nhìn thấy là những cái đường mạch họ design như nào, những linh kiện họ kiện họ đặt như nào, cách họ lắp ghép với nó, cách họ tạo ra các kết cấu như nào, mình học được rất nhiều từ họ. Và đấy hãng số 1 mà mà thường thì mọi người hay chỉ nhìn bên ngoài. Còn ừ. anh thì lại rất thích gọi là tia đao gọi là nhìn bên trong nó để học hỏi bây giờ anh vẫn giữ thói quen đấy đúng, đúng à. là cứ có. có cái gì mới là nếu anh mở được thì anh sẽ mở còn nếu không mở được thì anh sẽ xem video ai mở đấy đấy là cái cách của mình như thế bởi vì để mình luôn luôn giữ được cái, cái sự học hỏi và cái cái sự gọi là update về cái cái khả năng của mình ừ. em nghĩ là đấy là một điều rất là đặc biệt đấy rất là điều, điều rất là thú vị tại vì uh, em ngày xưa em nhớ là em làm thằng tò mò nghịch cũng cũng rất thích nghịch em thực ra cũng thích mở thử ra để chơi đấy nhưng mà em không không được đến mức nhanh tức là mở cả tivi ở nhà ra thì em thấy quả đấy cũng thực sự nói chung là anh lo lắm anh lo Thực ra đầu tiên lo là viên nó có chạy được không hay không đã bởi vì buổi chiều lúc ấy là bố mẹ đi làm rồi mình có khoảng gọi là nơi vui là có hai ba tiếng để giải quyết cái việc này nên làm sao mà mở được ra ngắm được xong rồi mà vẫn phải lắp lại được nói chung là rất áp lực nhưng mà may mắn lúc ấy thời gian cái chuyện đấy mình cũng chả kể đâu bởi vì thời gian nếu mà đúng là kể là ông bà chắc là cũng hơi căng nên thôi giấu trong lòng và đến thời điểm đó mình sẽ nói ra đấy không ừ, biết là tivi nó vẫn chạy được ờ ừ, vẫn là chạy đúng không mình sẽ quay trở lại với một cái một cái chủ đề mà trước đấy anh cũng đã đề cập đấy ừ. là câu chuyện gọi là em em tạm gọi là bước ra thế giới ừ. em thấy là Lumi cũng đã đã có những cái thành công nhất định khi mà mình gọi là xuất khẩu và bước ra được thế giới không chỉ trong giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam nữa thì câu hỏi đầu tiên của em là cái hành trình xuất khẩu hành trình gọi là bước ra thế giới đấy của anh nó xuất phát như thế nào và nó trải qua những cái ừ. thăng trầm thế nào cái quá trình mà anh gọi là một cái sản phẩm mà xuất khẩu đầu tiên ấy, thì nó lại một cái sản phẩm mà anh chưa giờ làm Ừ. tức là cái quá trình mà kết nối của anh Quang anh Quang cũng là một sáng lập của Lumi tức ừ. là anh ấy, anh ấy thì đang giữ vai trò là giám đốc sản xuất và thứ hai là anh ấy là giám đốc gọi là bán hàng overseas ấy. Ừ. thì anh cũng kết nối rất nhiều các bên các các cái bên có nhu cầu ừ. thì họ đặt ra một bài toán cũng rất là khó khăn đó là cái thời điểm đấy là một cái chuẩn gọi là cái chuẩn di gọi là chuẩn di là cái chuẩn kết nối không dây ấy. Ừ. mà ở phía ấn độ họ đang làm rất là nhiều trong khi ở lumi thì vẫn đang dùng cái chuẩn zigbee thôi và cái hệ thống tài liệu cũng như là chip của nó gần như không có gì cả và cũng rất may là anh Quang đàm phán được với bên đó và đưa cho mình một cái hệ thống kit development ấy để bắt đầu mình mình uh, học hỏi và mình demo và thực ra chỉ có sau đúng một tháng thôi mình đã demo ngay được cái sản phẩm công tác đấy rồi và ừ. lúc đó là lúc mà chốt điều đầu tiên để là ok Lumi hoàn toàn có thể làm được cái sản phẩm công tác Z-Way theo yêu cầu của đối tác và lúc đó là họ thực ra họ mục tiêu không phải đặt mỗi công tác mà họ luôn đã đặt một cái giải một cái giải pháp phun giải pháp rồi từ công tác này mà công tác của ấn độ cũng rất đặc biệt ừ. ví dụ như bọn em thấy là cái công tác của mình chắc là ở đây không không sâu nhỉ tức là công tác thị trường chỉ có một đến bốn nút ở nhà mình thôi vâng. ờ, đấy ba đến bốn nút là nhiều rồi nhưng ở ấn độ họ chơi đến tận 10 nút và nó rất là dài đấy và trong 10 nút đấy thì có nhiều khi lại lại combo là điều khiển quan hay là điều khiển độ sáng chẳng hạn ánh sáng cho cái đèn chẳng hạn ừ. tức là có rất nhiều tính năng hay là hệ thống hay là cảm biến hay là các cái sản phẩm khác nữa thì bọn anh phải làm một cái số lượng sản phẩm rất là lớn và cũng phải build cả cái phần cloud cho họ thì đây là bước đầu tiên mặc dù rất thách thức và chính là các bên đấy họ cũng qua Lumi cũng làm việc cùng Lumi luôn để Lumi cũng chuyển giao các cái gọi là tài liệu sản xuất này không phải tài liệu để các bạn ấy có thể lắp đặt này có thể là cấu hình cài đặt này thì đấy cái quá trình mà mà bước đầu bọn anh tức là cái quá trình chốt là bọn anh học hỏi rất cực nhanh tức là chỉ sau một tháng là anh chứng minh được là ờ ừ, Lumi hoàn toàn có thể làm được, làm chủ được. Và lúc đó đấy là cái cái gọi là chốt điều đầu tiên để bắt đầu Lumi cung cấp những cái giải pháp và sản phẩm tiếp theo ra nước ngoài. Tức là sau cái hành trình đấy thì mình tiếp tục mở rộng ra. Tức là em nghĩ là cái cái đất nước đầu tiên là Ấn Độ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì Lumi đã có mặt ở các quốc gia nào anh? Đấy thì đấy là Ấn Độ này. Sau đó bọn anh cũng có các các đơn hàng sang các dự án như cầu là Thái Lan. Đấy ừ. hay một số sản phẩm sang Uh, Israel Israel một cái tình huống rất đặc biệt ừ. đấy nhiều khi hay mà nói vui là bán cho những người thông minh nhất thế giới ừ. thì bán bán một cái sản phẩm cũng rất đặc biệt thật tức là bình thường như mọi người hay thấy là cái công tắc bình nóng lạnh của nhà mình ấy đơn giản là bật tắt đúng không vâng. nhưng mà họ lại lại rất là thực thực gọi là thực dụng như này họ có những hẹn giờ ví dụ như bởi vì anh cảm giác là họ rất là tiết kiệm điện hay là là như nào đấy mà họ yêu cầu là Lumi phải tạo công tắc mà có những cái chế độ hẹn giờ ví dụ như 15 phút, 30 phút, 60 phút hay 90 phút. Tức ừ. là khi bật lên thì sau bao nhiêu nhiêu phút nó tự động tắt ừ. tức là thay vì là em phải nhớ em phải tắt tắt đúng không? họ auto thì đấy cái sản phẩm đấy anh bán cũng rất là nhiều khoảng hơn chục nghìn sản phẩm tức là những sản phẩm đấy mà 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 bán được cho đất nước đấy mình cũng thấy rất là là vui đấy Thái Lan này Australia này Úc này hay là Lào Campuchia đấy những nước mà mà bọn anh đang đang từng bước xuất khẩu đấy ừ. thì vừa rồi anh cũng qua nước Úc cũng thấy là đây là một thị trường rất là tiềm năng ừ. nhưng mà cái cách tiêu dùng hay là cái cái gọi là là cái thói quen sử dụng hay là là cái cái văn hóa hay các thứ ấy. mình phải để lại phải điều chỉnh. Tức là để vào một cái sản phẩm một đứa nào đó mình cũng phải phải rất am hiểu, cũng giống như là vì sao Lumi có thể thể dẫn đầu ở thị trường này bởi vì thực ra anh phải rất am hiểu cái thị trường và người dùng khách hàng. Vâng. Đấy, cũng giống như là vì sao mà Lumi lại làm ra cái công tác mà có thể tương thích với với cái cái hạ tầng sẵn có chẳng hạn. Thì đấy là cái sự am hiểu, hiểu người dùng thì thì anh anh, anh thấy là khi mình mà sẵn sàng học hỏi và hiểu ừ. được khách hàng hiểu được người dùng hiểu được thị trường thì từng bước mình sẽ có những sản phẩm vừa để vào cái thị trường đấy. Ừ. Ừ. Tức là sắp tới sẽ là ục ừ. anh vẫn đang tìm hiểu ừ. những cái thị trường khác thì nữa. Thực ra cả thị trường khác nữa những thị trường mục tiêu mà lớn lao hơn như là Mỹ hay là Châu Âu là những thị trường mà anh uh, rất là mong muốn. đấy Từng bước từng bước mình sẽ tham gia những thị trường lớn như thế. Em cũng rất hy vọng là sắp tới sẽ sẽ chứng kiến được những cái bước tiến như ừ. vậy vì em em cũng rất là tại là em cũng theo dõi thì em cũng biết là Lumi là một doanh nghiệp thực sự là có rất có tiềm lực và cái việc mà ví dụ như các sản phẩm của mình xuất hiện ở các cái thị trường lớn cộng với là các thương hiệu mình xuất hiện ở các thị trường lớn và thực sự tạo ra giá trị em nghĩ là nó là một cái nguồn cảm hứng rất là tốt cho rất nhiều người mà có thể cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm khác những cái dịch vụ khác mà thể hiện được là cái cái gọi là cái chất xám và cái khả năng của người Việt không thua kém gì so với rất nhiều đất nước khác trên thế giới đúng là qua 11 năm thì anh đúng anh đúng là phải thực sự khẳng định điều đó bởi vì anh nghĩ trí tuệ Việt hoàn toàn làm được làm được chắc chắn làm được ừ. đấy và nhiều khi đúng là nhiều khi là những sản phẩm mềm thì có thể gọi là dễ dàng đi hơn ừ. nhưng mà và mình cũng nhìn thấy là Việt Nam những cái sản phẩm mà gọi là cầm nắm được thì thường là ví dụ như là là hoa quả đây hay những Gà. sản phẩm mà nó nó đơn giản và anh rất muốn là mình làm một cái sản phẩm thực tự sự là công nghệ và ừ. và hoàn toàn là là có thể là rất là hợp cái cái nhu cầu của khách hàng trong thời thời kỳ gọi là 4.0 đấy hoàn toàn làm với những sản phẩm đấy và ừ. một cái anh cũng nhận thấy được là trong quá trình mà Lumi phát triển ấy, thì cái nền công nghiệp phụ trợ của mình ấy, cũng đã tốt hơn rất là nhiều ừ. đấy cái việc mà Lumi making một cái sản phẩm product bây giờ dễ dàng hơn rất là nhiều rồi bởi vì xung quanh Lumi có rất nhiều các cái đối tác lớn những người mà cũng cũng trải nghiệm như Lumi cũng phát triển như Lumi và đã đã gọi là sẵn sàng trong tất cả các, các cái, cái việc making product rồi ví dụ như khuôn hay là kính hay là nhựa những cái thứ đấy thực ra là bây giờ ở việt nam hoàn toàn ready rồi đấy thế nên cái việc mà một anh một bạn nào đó mà muốn making một sản phẩm mới anh nghĩ là là cũng hoàn toàn thì trường này cũng hoàn toàn rất là là sẵn sàng để có thể làm được em vẫn nhớ là ngày xưa có cũng hay có gọi là gì những cái tranh cãi về câu chuyện là đúng với việt nam sức sản xuất khả năng là các ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam không làm được đinh vít rồi cái Đúng thứ rồi. này nọ em em nhớ là một không, không không khoảng thời gian là bao nhiêu năm trước nhưng mà đã có rất nhiều tranh cãi về chuyện đấy thế là một người em nghĩ là thực sự là đã có rất nhiều trải nghiệm trong cái lĩnh vực này thì anh đánh giá thế nào về tình hình hiện tại nếu ví dụ bây giờ mình so sánh với những cái đất nước khác đi hay là mình so sánh với với các cái thị trường khác đi thì mình đã đi xa được đến đâu rồi và liệu mình có còn cách cái gọi là có cái khoảng cách đến với cái mức độ tốt nhất nó còn xa không anh thực ra những cái sản phẩm mà dạng high end như kiểu là mobile phone chẳng hạn ừ. những sản phẩm mà rất là cao cấp thì thực ra việt nam vẫn đang gọi là chưa chưa làm được có thể gia công được nhưng mà có thể gọi là tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh như thế thì một bước vẫn còn rất là lớn nhưng những sản phẩm như kiểu gia dụng thì anh nghĩ là rất là thoải mái rồi có thể là những sản phẩm mà uh, công nghệ dùng hàng ngày hay là không phải là quá high end thì việt nam đã sẵn sàng được đấy và em cũng phải để ý là rất nhiều các sản phẩm như Apple hay Google, kể cả sản phẩm như Pixel chẳng hạn, hay là Đúng. các sản phẩm như Galaxy hay là Note các thứ đều made in Việt Nam rồi. Nhưng thực ra made in Việt Nam đấy là made in Việt Nam do do các công ty đặt ở đây và Đúng. phần lớn họ nắm được cái dây chuyền và nắm được cái, cái công nghệ để sản xuất. Còn Việt Nam mình thì vẫn đang đang gọi là là cung cấp các cái thành phần nào đó bên trong cái để hoàn thành cái sản phẩm ấy thôi Đúng. chứ chưa mình making một sản phẩm hoàn chỉnh đấy. Còn đứng như góc độ như Lumi hay một số công ty khác thì rất nhiều công ty đã làm được cái việc là từ idea, tức là từ một cái ý tưởng đến khi mà uh, making product tức là sản xuất đến khi bán hàng, tức là đã làm chủ full quy trình này rồi. Cũng ừ. như là về nền tảng phần mềm, phần cứng, à, phần mềm như kiểu là app hay cloud là là đã làm chủ được rồi. Đấy. Thì anh tin rằng là tiếp tiếp theo nữa khi mà cái sự phát triển của các công ty kể cả như Lumi hay các công ty khác thì dần dần mọi người các công ty đấy sẽ làm được những sản phẩm bắt đầu mức độ độ phức tạp hơn hay là tinh vi hơn hay là là đáp ứng được nhiều nhiều cái, cái mục tiêu hơn cho khách hàng. Ừ. Em cũng em cũng rất là hy vọng mà một tương lai như vậy. Không, ừ. bởi vì anh không phải là là mình mình gọi là huyễn hoặc đâu, bởi vì chính Lumi làm thật, vâng. làm cái sản phẩm thật và thấy được cái việc là kinh một sản phẩm bây giờ nó trở nên nó nó gọi là giống như của thói quen của bọn anh rồi, tức là bọn anh có thể tạo ra sản phẩm một cách dễ dàng hơn so với ừ. ngày xưa rất nhiều. Chứ không phải là nhiệm vụ bất khả thi nữa, mà nhiệm vụ khả thi. Chỉ ừ. là cái sản phẩm này có khả thi, tức là có 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 gọi là có Còn giải quyết vấn đề, uh, có giải quyết vấn đề không và có được khách hàng đón nhận hay không vâng. thì đấy là vấn đề. Em cảm thấy đấy là một tín hiệu rất tích cực. Ừ. Vì đấy ví dụ như rất nhiều người nếu mà không để ý, không theo dõi thì có thể là thông qua podcast này mọi người ừ. có thể update được là công nhận là các cái liên quan đến sản xuất ở Việt Nam đã đi rất xa và có Đúng thể rồi. là mình mình có thể trông chờ vào những cái bước tiến sắp tới trong tương lai. Ừ. À, em muốn chuyển gọi là chuyển chuyển chủ đề một tí đi. Ừ. À, nói về gọi là công nghệ nói về uh, sản phẩm các thứ khá nhiều rồi. Em muốn nói một cái những cái yếu tố là nó liên quan đến cuộc sống nhiều hơn ừ. vì đây là chương trình behind the scene nó là okay. chơi chữ của behind the scene ừ. anh nghĩ nó là hậu trường nó là những câu à. chuyện đằng sau của một, 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 một doanh nhân đi ừ. một C level anh có bao giờ gặp những vấn đề gọi là liên quan đến cân bằng giữa cuộc sống và công việc không em thấy gần đây thì các ừ. bạn trẻ hay là kể cả gia đình khi mà mọi người hay nói về câu chuyện là phải làm nào cân bằng được cuộc sống và công việc các thứ nhưng mà em thì em tin rằng là doanh nghiệp của anh càng thành công thì cơ bản là khối lượng công việc của anh cũng khó mà giảm đi được <laughs> gia đình thì ví dụ như khi mình có hai người thì nó sẽ khác với khi mình có ba người bốn người tức là khối lượng nó cũng không bao giờ giảm đấy thì anh có bao giờ gặp phải những cái câu chuyện là cân bằng trong công việc và gia đình thời điểm startup thì anh nghĩ là đúng là thời điểm mang tính gọi là hy sinh đấy ừ. tức là bọn anh thì thường làm việc là gọi là từ gọi là từ sáng đến tối và thường là cứ khi mà ra ra ngoài là trời tối om rồi. Ừ. Đấy tức là mình đã một thành thói quen rồi và nói vui với anh thì có thấy anh là một người vô tâm. Tức là ừ. ví dụ 20 tháng 10 sắp tới đây này chẳng hạn này, đấy là thường cũng chả biết là ngày gì. Đấy ví dụ <laughs> tức là đấy là những thời điểm mà mà đúng là thời điểm mà may vợ mình cũng là người rất hiểu là hoặc là kể cả vợ của hai anh anh Tài anh Quang cũng rất hiểu là anh em cũng đang trong giai đoạn rất là khó khăn giống như gặp sống chết ấy. Đấy ừ. thì anh em cũng rất là hiểu. Rồi thực ra mình cũng từng bước tức là khi mà Dần dần công ty bắt đầu đi vào hoạt động rồi, vận hành rồi thì bắt đầu mình cũng cũng dành thời gian hơn. Nhưng thực ra mình vẫn để tâm và focus cho Lumi nhiều. Thực ra thì đối với còn của anh thì anh cũng hơi khác, có thể là hơi khác mọi người đi. Ừ. Khi anh làm thứ anh thích thì thực ra là đi chơi hay làm việc thì nó cũng như nhau. Tức ừ. là có nghĩa là cái thứ mình 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 thấy ý nghĩa, thấy cái giá trị thì thực ra là là làm cái gì nó cũng đều đều hay cả. Đấy thế nên anh thì là người sẽ thích làm những cái cái công việc nhiều hơn. Mặc dù thời gian đấy là cái cái mình mình thích, mình vẫn nhưng mà mình vẫn phải nhận ra một việc là với con với cái thì mình vẫn phải là một người người bố, tức là vẫn phải cân bằng hay là người chồng, vẫn phải cân bằng cũng phải dễ dỗ bởi vì thực ra là các bạn trưởng này hay không cũng một phần trách nhiệm mình rất là nhiều. Ừ. Đấy, và từng bước từng bước thì anh cũng cân bằng hơn, tức là một phần là mình có thể giải quyết vấn đề nó tốt hơn ở công ty thì mình sẽ có thời gian để sắp xếp. Nhưng mà cái cái việc mà mà cân bằng ấy là do mình tự tự thấy được về đấy tức là việc nào cần việc nào đến thời điểm nào cần thì mình phải sắp xếp để mình điều chỉnh thôi còn đối với Lumi thì anh vẫn đang rất là là, là thoải mái dành thời gian rất là nhiều cho cho Lumi ừ. Ừ. nó cũng giống như như anh nói là bây giờ công việc và nói chung nó cũng phương về của cuộc sống nó cũng hòa là đúng rồi nó hòa tức là anh không tức là mình không có một cái sự phân biệt rõ ràng lắm ừ. bởi vì lúc ở nhà thì mình vẫn làm việc mà hay ừ. là mình có thời gian mình làm việc hay mình có thể học hỏi một kiến thức gì mới thì thực ra là người vừa tốt cho mình và cũng có thể giúp được cho Lumi mà em nghĩ là đấy cũng là một bước tiến rồi ban đầu ngày xưa là có có thể coi là vô tâm đúng không ừ. nhưng mà gần đây thì em, Đỡ hơn. em em biết là anh Tuấn Anh cũng có cả một danh sách các nhà hàng rất ngon ở Hà Nội để ừ. để gọi là thỉnh thoảng lại dẫn vợ đi ăn ừ. em thấy đấy là một bước tiến rất xa <laughs> đúng là mình cũng tức là anh nghĩ là do mình tự tự cảm thấy mình cần nên làm việc đó chứ không không phải là do vợ cầu nhỏ rồi mình làm việc đó đâu không phải thế. Nếu chị ủng hộ anh uh, trong cái hành trình của anh nữa tức là có, là một thực cái ra là, phương vững chắc đó. Có là chị anh thực ra là cũng cũng như hai chị của hai anh cũng là anh nghĩ là một đầu tiên là sự hy sinh đấy và sự thấu hiểu đấy và các chị giống như nói vui là dành cho cho các bạn có thời gian đấy nhưng mà ừ. thời gian sẽ là có giới hạn đấy thì rồi đến như những năm gần đây thì bọn anh đã thực ra cái việc đấy bọn anh đã làm nói chung là khá là ổn rồi em nghĩ là đấy nói chung là đằng sau thành công của một người đàn ông lúc nào cũng cũng có hình bóng của những người phụ nữ ừ, đúng chắc ạ. chắn anh chắc chắn em còn một câu hỏi cuối cùng dành cho anh thôi ừ. buổi podcast này chắc cũng tương đối tương đối à. dài rồi. Okay. đó là nếu mà có một lời khuyên để dành cho chính mình khi mà mới bắt đầu khởi nghiệp ừ. à, nếu được được khuyên thì ừ. anh sẽ khuyên điều gì thực ra nếu mà gọi được chia sẻ thì đúng là bảo ngắn gọn thì hơi khó nhưng mà anh nghĩ là nếu mình mà mà mong muốn tạo một cái sản phẩm gì hay là một sản phẩm hay một dịch vụ hay bất một kỳ một cái gì có giá trị thì cứ làm đi đấy rồi ừ. chúng ta sẽ gặp rất nhiều trông gai giật rất, rất nhiều sóng gió nhưng mà anh tin rằng là khi chúng ta đến được đích thì cái thành quả đấy cũng rất là xứng đáng đấy ừ. quan trọng chúng ta có dám gọi là kiên trì dám chiến đấu và dám gọi là vượt qua hay không còn bởi vì chắc chắn là đã làm startup thì chắc chắn là trông gai nó là hiển nhiên luôn đừng bao giờ giờ nghĩ là có màu hồng phía trước màu hồng chỉ đến sau khi chúng tao phải trải qua rất nhiều trông gai thôi ừ. đấy là điều chắc chắn và... đôi khi là trải qua trông gai mà còn chưa thấy màu hồng đấy cũng cũng, Đúng. cũng nhiều trường hợp chính xác bởi vì có thể là... là trông gai sau lại trông gai trông gai và rất nhiều trông gai rồi mới đến đến cái 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 thứ mình cần mình mình muốn chẳng hạn ừ. đấy thì vậy là phải suy ra phải rất là kiên trì đấy. Và anh anh và anh nhiều khi nói vui bảo là bí quyết thành công của lumi thực ra nó chẳng liên quan gì công nghệ cũng ừ. chả liên quan gì những điều gì to tác cả mà anh nghĩ là một cái điều mà anh hay chia sẻ với mọi người đó là kiên trì và tốt hơn mỗi ngày đấy chỉ đơn giản thế thôi em cảm ơn anh về lời khuyên em em nghĩ Vậy là đấy chắc... là lời khuyên mà em cũng có thể gọi là học hỏi rất nhiều ừ. thêm để có thể hành trình của sắp tới của, em với Spyroom chẳng hạn ờ, anh thì chia sẻ thôi. một chút cá nhân về Spyroom thực à, ra vâng. cái thời điểm anh còn nói với vui là anh là một fan hâm mộ của Spyroom ấy anh cũng bất ngờ vì sao lại có một cái thế kênh em thành công rồi ờ, cái kênh hay <laughs> thế không phải là mình khen đâu mà chính anh cũng học được rất nhiều từ cái các chia sẻ góc nhìn của các bạn trẻ mà. Và... Ví dụ như là một cái cái quyển nếu mà mọi người không biết đâu, quyển học cách học ấy. Ừ. Có một bạn đã chia sẻ mấy mấy series về quyển đấy, xong rồi anh ừ. tìm quyển sách đấy anh, anh anh đọc và anh cũng hiểu được rất nhiều về bộ não chẳng hạn. Ừ. Đấy những kiến thức mà thực tế đã trải nghiệm chứ không phải là là bảo là anh thích thích thì là thích mà mình học được từ từ chính các chia sẻ của Spyroom luôn. Đấy và và bây giờ thói quen là cứ Spyroom có có video gì là anh sẽ nghe. <laughs> hay quá thế 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 là quá quá ok rồi từ ra bọn ừ. em lúc mà bắt đầu làm và cho đến bây giờ thì ừ. em vẫn nghĩ rằng đấy là một cái điều mà em tự hào nhất tức là ừ. mình thực sự tạo ra những giá trị ở xã hội đúng, em cũng đúng. cảm giác là với rumi chẳng hạn anh cũng đang tạo ra những giá trị không chỉ là giá trị về mặt gọi là kinh tế cho cá nhân hay là cho đội ngũ đâu mà nó là câu chuyện về cảm hứng này về động lực để giúp cho những những người khác em nghĩ rất nhiều khác nhiều người khác sẽ nhìn vào lumi và nghĩ rằng đó là một cái một, một cái hình mẫu để mình có thể cố gắng phát triển thêm và ừ. từ cá nhân em chẳng hạn em cũng nghĩ là từ phía bọn em thì em cũng học được rất nhiều vì biết đâu câu chuyện như anh nói đấy bước ra thế giới em nghĩ là bọn em thì vẫn đang ở việt nam thôi ừ. nhưng mà trong tương lai biết đâu lại có những cái trải nghiệm hay là những cái động lực gì đấy được gọi là chứng minh bản thân ở thế giới thì có ừ. thể nó xuất phát từ những câu chuyện của anh em mình ngày hôm nay Đúng. À, em rất là cảm ơn anh bởi vì đã dành thời gian với với em cho ừ. series Behind The c này của Spyroom và Arisino ừ. em rất hy vọng là trong tương lai mình sẽ có những cái dịp khác để có thể là trao đổi sâu hơn kỹ hơn mà ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là những cái chia sẻ của anh trong số podcast này uh, chắc chắn là đã đem đến rất nhiều giá trị cho các khán thính giả đang xem đến đây uh, em cảm ơn anh rất nhiều và okay. hy, hy vọng là sẽ được gặp lại anh trong tương lai anh cũng rất là sẵn sàng nhận lời cho những lần tiếp theo vâng. uh, cảm ơn anh em okay.